Chào các bạn, nay mùng 4 Tết, nay mình tiếp tục đi câu cá các bạn ơi. Đi thả mồi ơi. Xuống cần các bạn ơi. Đấy, con gì ta? Gì đây? Gì đây, giật giật hai cái rồi đấy. Trời ơi, con gì ta? Gì cả? Giật giật. Trời ơi, trời ơi. Cá gì nghệ mộ vậy đó? Go 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 go. Ừ. Lúc vậy đâu giờ không biết nó tức nãy giờ. Thủ để đọt đàng hoàng. Để đọt đàng hoàng. Go, nó go nè ơi. Má lúc vào đẹp quá, đi vào đẹp quá. Tìm go. Không còn nữa, thêm nữa lại nữa. À, cô này cô nái nghe chứ. Cô chúa. Có nào lưỡi bự quá không? Ừ, có thể. Tại vì mình muốn chê mà. Lưỡi bự. Thôi chiên gô rồi mà, lưỡi nhỏ. Trời ơi. Ôi lên cá các bạn ơi. Quá. Đá chi. Nãy giờ. Ơi. Cá chi. Rồi sớm giờ có thành quả rồi các bạn ơi. Này, cá chê. Tiếp tục thả cần các bạn ơi. Phim mai xưa. Có lỗi. Có lỗi. Cần lâu sẽ nằm có lỗi rồi đâu. Lâu sẽ nằm thu hoạch. Ha ha ha.
cuối cùng cũng đưa em được lên bờ. Wow, cái gồ bị sờn hết trơn à. Cái gì? Chú về gãy cây câu ấy rồi. Cá ông ngạnh nó chạy. Cá ông ngạnh nó tiêu trơn rồi. Dính cá các bạn ơi. Dính cá rồi các bạn ơi. Sau những pha chờ đợi thì cuối cùng cũng đã lên được em cá. Ra lên được một em. Quá ngon. Không lẽ ruột mì hoài. Ruột mì hoài. Mì ăn cho 3-4 phát ha. Ghê chưa. Nay có mồi nữa rồi các bạn ơi. Đây ông chú nè, mình chở ra ngồi đồng không à. Ngồi lo làm gì đâu không. Đi câu cá mà bỏ thằng câu xuống rồi ngồi gì không à. Chuẩn bị bóng mồi tiếp tục cả nhà ơi. Này có con chú bên kia ông phát cỏ thì tiếng cũng hơi ồn nữa. Ôi dính dính này các bạn ơi. Ôi dính này. Ôi dính gì đây. Ôi. Trời ơi. Ôi dính nhầm thủy quái rồi. Ôi ôi dính thủy quái rồi. Trời ơi, câu này dính là kiến này. Trời ơi, câu dính lau kiến này các bạn ơi. Các bạn có câu dính lau kiến chưa? Này câu dính lau kiến. Chắc câu các bạn ơi. Lôi đâu rồi? Dính gì vậy? Ôi, dính gì? Trời ơi! Thằng ơi, dính là kiến nữa. Trời ơi, dính thủy quái rồi. Câu cá dính lục kiến nữa. Đâu không? Nào giờ mới thấy á. Quá. Câu cá dính hai con lục kiến này. Thu câu các bạn ơi. Chiều rồi.